dân kinh tế không giao lưu với nhân dân tệ, mấy thằng hai mặt thẻ không kính nể, vay tiền bằng các văn huynh đệ để làm trụ cột trong gia đình. Anh của đội bọn đi lên thật oai, trong thành phố như game nhập vai, vừa hip hop lại còn đẹp trai.